Xin kính chào quý nhà đầu tư. Hôm nay công ty cổ phần giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh HCT quay trở lại với nhận định tuần cho tuần giao dịch tiếp theo từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12 năm 2021. Đầu tiên đến với sản phẩm dầu thô. Từ tuần này, sản phẩm dầu thô sẽ chuyển sang nhận định kỳ hạn tháng 2 năm 2022, vì tuần tới sẽ là tuần đáo hạn đối với các sản phẩm dầu thô của kỳ hạn tháng 1. Cập nhật về tình hình tin tức thị trường tuần vừa rồi. Tuần vừa rồi, sự giảm bớt lo ngại về biến thể Omicron của COVID đã giúp giá dầu thô tăng. Nghiên cứu mới nhất cho thấy các vaccine hiện tại có thể sẽ có hiệu quả chống lại biến thể Omicron mới, có thể dẫn đến việc ít hạn chế hơn và hỗ trợ triển vọng tiêu thụ nhiên liệu. Tuần vừa rồi thì báo cáo tồn kho EIA của Mỹ, dầu thô giảm 200.000 thùng so với dự báo là giảm 1,5 triệu thùng, tuy nhiên xăng thì lại tăng mạnh 3,9 triệu thùng so với dự báo tăng chỉ 1,9 triệu thùng. Về thông tin kinh tế của Mỹ thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm 43.000 xuống mức thấp nhất trong vòng 22 năm ở mức là 184.000, cho thấy một thị trường lao động mạnh hơn so với kỳ vọng là 220.000. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật. Tuần vừa rồi giá đã có một tuần tăng tương đối tốt. Sau khi tuần trước giá tìm được hỗ trợ mạnh ở vùng chân của con sóng tăng ở quanh vùng giá là 62 thì giá đã bật tăng mạnh lên và hiện đang đứng ở vùng giá 72. Nếu mọi người để ý thì đây cũng chính là vùng giá Fibo 50 của con sóng giảm, và hiện giá đã quay trở lại ở mức 50% của con sóng giảm, và hiện tại giá đang lưỡng lự ở vùng kháng cự này. Vùng kháng cự hiện tại đang quanh 72. Thế vậy kịch bản trong tuần tới, hiện tại lực tăng giá vẫn đang trong con sóng tăng ngắn hạn. Nếu trong trường hợp giá có thể phá qua được vùng giá Fibo 50 này thì cái vùng giá tiếp theo mà giá sẽ lên kiểm tra đó là vùng kháng cự trên ở vùng quanh vùng tán giá là 74, cũng là vùng giá Fibo 61.8. Đây sẽ là một vùng giá mạnh. Trong trường hợp vùng giá Fibo 50 kháng cự này có thể giữ chân được giá thì giá sẽ quay xuống điều chỉnh và tìm hỗ trợ ở vùng hỗ trợ dưới, đó là quanh 66. Đến với sản phẩm đậu tương kỳ hạn tháng 1 năm 2022. Thì tin tức tình hình thị trường tuần vừa rồi, báo cáo cung cầu tuần vừa rồi của Mỹ cho thấy tồn kho đậu của Mỹ ở mức 0,34 tỷ dạ bằng so với tháng trước và thấp hơn một chút so với dự báo. Tồn kho đậu tương của thế giới ở mức 102 triệu tấn, thấp hơn so với của tháng 11 và thấp hơn dự báo ở mức quanh 104 triệu tấn. Sản lượng đậu tương của Brazil và Argentina ở mức 144 và 49,5 triệu tấn đều cao hơn một chút so với dự báo và bằng báo cáo tháng 11, nhưng cao hơn báo cáo mùa vụ trước. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật. Tuần vừa rồi, giá đậu tương đã có một tuần đầu tuần giảm, sau đó cuối tuần giá điều chỉnh tăng. Tuy nhiên hiện tại giá đang sideways ở quanh vùng giá từ 1243 cho đến khoảng 1276. Như chúng ta có thể nhìn thấy, giá sau khi tìm được hỗ trợ mạnh ở quanh vùng giá 1190-1200, giá đã bật lên và phá qua được đường chen giảm. Và giá sau đó quay trở lại test đường chen giảm và đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên giá hiện tại chưa vượt qua được cái kháng cự ở quanh 1280. Về kịch bản trong tuần tới, kịch bản thứ nhất, giá sẽ vượt qua được kháng cự 1280 và lên kiểm tra vùng kháng cự trên ở quanh 1300. Tuy nhiên nếu giá chưa phá ngay được vùng kháng cự này, giá có thể sẽ tích lũy và tiếp tục quay trở lại tìm hỗ trợ ở vùng hỗ trợ gần nhất là 127-246. Và sẽ sideways trong vùng giá từ 1246 cho đến 1280. Đó là kịch bản thứ hai. Đến với sản phẩm đường kỳ hạn tháng 3 năm 2022. Báo cáo COT trong tuần tính đến ngày 31 tháng 11 ghi nhận mức giảm dòng tương đối mạnh trong vị thế mua của các khối quỹ đầu cơ, giảm 22% so với tuần trước đó xuống mức 178.233 hợp đồng. Stonex nhận định giá đường trên sàn ICE sẽ diễn biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 cent một pound vào năm 2022. Cho biết sản lượng đường lớn từ các nước xuất khẩu chủ chốt và nhu cầu ít cấp thiết hơn sẽ là các nhân tố hạn chế đà tăng của giá. Giá đường được hỗ trợ từ điều kiện thời tiết La Nina được dự báo có khả năng kéo dài qua mùa đông tại Bắc Bán Cầu, có thể dẫn đến thời tiết khô hạn hơn bình thường ở miền Nam Brazil, có khả năng ảnh hưởng đến vụ mía đường năm sau. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật, tuần vừa rồi giá đường đã có một nhịp tăng tương đối mạnh và thậm chí giá đã vượt đóng cửa, vượt cả giá mở cửa của tuần trước đó. Như vậy giá đường đã lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong tuần trước. Hiện tại giá đang tích lũy và sideways ở quanh vùng giá từ 19
19,9 cho đến 19,5. Vậy kịch bản trong tuần tới, vùng 19,5 sẽ là vùng giá quan trọng quyết định xu hướng của tuần tiếp theo. Trong trường hợp giá giữ chân được vùng hỗ trợ ở 19,5 và giá sẽ bật tăng, kiểm tra các vùng kháng cự trên. Đầu tiên sẽ là vùng tâm lý 20, sau đó sẽ là vùng kháng cự ở quanh 20,3. Trong trường hợp giá thủng qua vùng hỗ trợ 19,5, giá sẽ quay trở về tìm lại hỗ trợ ở vùng giá quanh 19,19,1. Đến với sản phẩm lúa mì kỳ hạn tháng 3 năm 2022, về tình hình tin tức thị trường, báo cáo COT trong tuần tính đến ngày 30 tháng 11 cho thấy vị thế mua dòng của các khối quỹ đầu cơ giảm mạnh 65% so với tuần trước đó, xuống mức là 6.200 hợp đồng. Báo cáo dự trữ lúa mì của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cuối kỳ ở mức 598 triệu dạ, tăng 15 triệu dạ so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng bị cắt giảm 20 triệu dạ xuống còn 840 triệu dạ, trong khi số lượng nhập khẩu được điều chỉnh giảm thêm 5 triệu dạ xuống còn 110 triệu dạ. Báo cáo xuất khẩu hàng tuần cho thấy lượng đặt trước lúa mì trong tuần thứ 2 của tháng 12 là 240.000 tấn, nằm trong phạm vi ước tính nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ Ủy ban châu Âu, số xuất khẩu lúa mì mềm của Liên minh châu Âu trong năm tiếp thị 21-22 đạt 427 triệu dạ tính đến ngày 28 tháng 11, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Quay trở lại đồ thị kỹ thuật, tuần vừa rồi giá tiếp tục đà giảm trước đó. Trước đó giá giảm từ đỉnh, sau đó quay trở lại, test lại, thủng qua vùng hỗ trợ và giá quay trở lại tăng, kiểm tra lại vùng hỗ trợ nay trở thành vùng kháng cự và tiếp tục quay đầu giảm. Thì tuần vừa rồi giá đã giữ được tạm thời giữa được đường chen tăng ở quanh vùng hỗ trợ 770-780. Thì vậy kịch bản trong tuần tới, hiện tại lực giảm còn đang tương đối mạnh. Trong trường hợp giá không giữ được vùng hỗ trợ 770-780 thì có giá có thể sẽ đi xuống sâu hơn, tìm vùng hỗ trợ mạnh hơn ở vùng giá là 730-740. Tuy nhiên, ngày thứ 6 đóng đến cuối cùng giá đã có nhịp điều chỉnh tăng, cố gắng giữ được vùng hỗ trợ thì có thể kịch bản thứ 2 giá sẽ tiếp tục sideways và tìm hỗ trợ ở vùng giá này, sau đó trước khi bật tăng lên kiểm tra các vùng kháng cự phía trên quanh 800 và 820. Sang một sản phẩm cà phê Robusta, chúng ta sẽ sử dụng cà phê Robusta, biểu là biểu liên tục, nhưng mà chúng ta sẽ nói trên hợp đồng hợp đồng kỳ hạn tháng 3 năm 2022. Giá gần như được rằng chúng ta sẽ có sự tương đối thôi, nhưng chúng ta cần phải hiểu xem là hiện tại biểu thị đang như thế nào. Thì đối với về cơ bản trước thì cà phê vẫn đang chịu ảnh hưởng nhất định từ Omicron. Tất nhiên rồi, chúng ta đã nói qua được rằng là Omicron nó là một cái thứ gì đó mà đã được nhận định là có thể kiểm soát được, làm được một thứ gì đó chúng ta có thể chấm dứt được. Tuy nhiên tác hại của nó vẫn còn trên thị trường, và những tác hại của nó khiến cho những cái dòng những cà phê này sẽ là bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Khi mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cà phê không phải là một sản phẩm thiết yếu. Mà khi mà không phải sản phẩm thiết yếu thì việc mà chúng tôi đang dịch bệnh như này, tôi uống cà phê làm gì, kiểu như vậy. Thì đối với đó thì chúng ta thấy được rằng là tiếp tục những thông tin trong tuần vừa qua khiến cho giá cà phê này dù có tăng chạm đúng biên theo kỹ thuật này thì vẫn có sự điều chỉnh, và sự điều chỉnh mạnh trong những ngày của tuần vừa qua. Rồi, thì đối với kỹ thuật, đối với cơ bản nếu nói như thế thì là rằng COVID, còn đối với kỹ thuật chúng ta thế nào thì chúng ta vẫn đang đi trong một kênh song song. Đó. Kênh song song với nhau. Hình như rằng là chúng ta thấy được rằng là những cái điểm mà chúng ta kênh bán này, bán khi mà chạm biên dưới trên này, mua chạm biên dưới, bán chạm biên trên này. Đó. Thì hiện tại chúng ta vẫn đang có tỷ suất lợi nhuận rất là tốt. Thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục áp dụng khi mà giá vẫn đi theo kỹ thuật. Tức là thế nào ạ? Tức là chúng ta sẽ xem xét cái mua khi mà giá chạm cái vùng biên hỗ trợ, vùng giá là 23, 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
chúng ta sẽ bán đuổi vì giá có thể xuống dưới cùng giá là 2.100. Đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy được rằng là đà tăng của giá vẫn tốt trong năm nay thì vẫn chưa có những tín hiệu nào thực sự gọi là giá đảo chiều cả. Do đó, chúng ta sẽ set kênh mua luôn
Còn trong những ngày đầu tuần chúng ta thấy rằng là giá đang trong vùng lưng chừng, vùng giá là 2.350 thì chúng ta có thể xem xét bán nhanh nếu giá có những tiếp tục những có tín hiệu chẳng hạn như là RSI hay là MACD. MACD có dấu hiệu cấm đầu, có dấu hiệu cắt xuống thì chúng ta có thể xem xét kênh bán, và chúng ta kênh mua khi giá chặn biên dưới của cái kênh tăng này đó. Sang sản phẩm kim loại đồng ở đồng kỳ hạn tháng 3 năm 2022, chúng ta có thể thấy được rằng là những cái thông tin về Omicron gần như đã không còn làm vấn đề lo ngại đối với các kim dòng kim loại trên thị trường nữa rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy rằng là sau khi mà một số nhận định thông tin rằng là Omicron là chấm dứt khỏi cái sự nguy hại của nó đối với thị trường, hay vì chúng ta có thể thấy được cái mức nó dù đó là cái dòng nó là biến thể có cái mức lây lan cao nhất, tuy nhiên cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên mà về mức độ nguy hiểm, mức độ là tính chết người của nó thì gần như được đã được kiểm soát. Do đó thì là thị trường chúng ta đã có một cú sốc lên, cú sốc hàng lên rất là tốt đối với những ngày đầu tuần. Tuy nhiên những ngày cuối tuần chúng ta thấy được là CPI của Trung Quốc vẫn đang là một cái thứ gì đó khiến cho thị trường kéo xuống. Thì vậy chúng ta sẽ làm thế nào trong tuần sắp tới? Thì chúng ta vẫn đang thấy được rằng là nó đang tạo một lần nữa một mô hình trên với các đỉnh sau thông hơn các đỉnh trước, đúng chưa? Và các đáy sau cao hơn các đáy trước. Thì hiện tại với cái việc là rằng là nếu Omicron không còn là một nguy hại thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ cần biết được rằng là thị trường đồng bây giờ có cái gì để tăng chưa? Thì đối với cái tầm tháng 10 ở tháng 12 này, chúng ta giai đoạn cuối năm này thì chúng ta cần phải hiểu là Trung Quốc hay là một tất cả các công ty, các doanh nghiệp lớn ở trên thế giới cũng đang trong giai đoạn là nghỉ lễ, người ta đang chuẩn bị những cái tháng cuối năm để có thể gọi là xong xuôi công việc, bắt đầu ăn Tết Dương được rồi, và có thể đặc biệt là Trung Quốc như những nước châu Á như chúng ta thì chúng ta sẽ ăn mừng Tết âm lịch và tầm tháng 1 tháng 2, đúng không ạ? Do đó nếu thời gian này không phải là thời gian thích hợp để tăng thì phải chúng ta phải đợi đến sau giai đoạn là nghỉ lễ mới có thể tăng được, mới có thể thấy được sự tăng của sản phẩm đồng. Tuy nhiên về thu về ngắn hạn trong tuần sau thì chúng ta vẫn thể thấy được rằng là mức hỗ trợ đó là 425 vùng này đó, vùng 425 này, vùng đến vùng 421 cũng như là vùng 42x, 4.2x vẫn là vùng mua rất là tốt để chúng ta có thể xem xét kênh mua lên. Chúng ta vẫn chưa thể nắm được rằng là sự điều chỉnh nó có đến luôn hay không, tuy nhiên nếu nó vẫn đang đi theo cái biên tăng này đó, đi theo đi trong mô hình trên này thì chúng ta vẫn có thể xem xét kênh mua tại điểm này đó. Nếu nó gãy gãy khỏi 21 này bán xuống đó, bán đuổi xuống, còn nếu mà nó chạm xuống biên chúng ta sẽ xét kênh mua lên, chốt lời trên vùng giá là 3x 4x 3x 41 tầm đó thì sẽ là hợp lý đối với đồng. Đến với sản phẩm ngô hợp đồng kỳ hạn tháng 3 năm 2022, như anh chị có thể thấy được rằng là cái điểm nhấn trong tuần qua đó là báo cáo cung cầu tháng vừa rồi, thì chúng ta thấy được rằng là mức biến động trong cái thời gian báo cáo, trước báo cáo hay là sau báo cáo hay là kể cả ra báo cáo đi nữa thì chúng ta vẫn thấy một cây nến với mức thay đổi bao nhiêu là 0,77%, mức thay đổi quá ít để so với một cái báo cáo cung cầu hàng tháng mà chúng ta chờ đợi. Vậy thì điều gì đang diễn ra trên thị trường? Thì đối với ngô ạ, thì sản phẩm này được nhận định là xuất khẩu tốt hơn vượt kỳ vọng, tuy nhiên là lượng xuất thực tế là thấp do tàu kẹt được cảng nên mức thay đổi này được coi là chưa có chưa đáng kể, và chúng ta cần phải xem thêm một số thông tin thêm trong tháng sau rằng là hàng kẹt từ đó có bị hủy hay là không, vì một số cái nhu cầu của một số các doanh nghiệp nó vẫn cần ngay bước để đáp ứng với cái việc hoạt động kinh doanh của họ nữa đó. Thì cái hiện tại ngô đang trong tình cảnh là đứng thoái nước ngang, gần như là mức biến động không quá nhiều. Còn đó là về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản. Còn đối với phân tích kỹ thuật thì mà nó chúng ta vẫn thấy một cái đáng ngại nhất đó là cái cản 600
trong từ cái giai đoạn tháng 8 tới giờ, hình như là vẫn chưa thể thoát được đúng không ạ? Đó, từ tháng 8 đến giờ thì hiện tại chúng ta đã có liên tiếp những cái lần mà thử mức kháng cự này, và đặc biệt là trong ngày hôm qua thì chúng ta vẫn thấy được rằng là cái kháng cự này vẫn duy trì được tốt, khiến cho việc chúng ta kênh mua đuổi, chúng ta có cái lệnh mua lên là vẫn chưa hoàn thành được, hoàn toàn được cái chốt lời của chúng ta. Tuy nhiên, để mà nói việc kênh mua lên trong thời gian sắp tới vẫn là tốt khi mà chúng ta vẫn có cái hỗ trợ cứng tại vùng hỗ trợ bao nhiêu ạ? Tại vùng giá 560, 550. Nếu như được rằng là nếu giá trở về vùng này thì chúng ta cũng có thể xem xét kênh mua lên khi mà đây vẫn hỗ trợ tốt này. Đó. Tất nhiên rồi, không ai người ta lại đợi chờ đến mức mà xuống tới tận 560. Do đó, lệnh trong tuần sau chúng ta vẫn luôn là chờ đợi điều chỉnh này. Đó, chờ đợi những cái nến điều chỉnh như thế này. Kênh mua đuổi, kênh mua lên để vượt qua vùng giá 600. Và khi mà giá đã vượt qua vùng giá 600 thì chúng ta có thể xem xét là kênh mua đuổi lên 162 chưa? 620. Đó, đối với Ngô chúng ta sẽ có kịch bản tăng trong tuần sắp tới.